Đấu La Đại Lục phần 2 tập 707, trở về sự đại khắc phần 3, tuyệt thế đường môn. Đứng lên đi, thân thể của người đã khôi phục rồi hả? Âm thanh của huyền lão từ hải thần các bên trong truyền ra. Vũ Hạo đứng lên cung kính nói, đúng vậy, chào ngài huyền lão. Huyền lão lên tiếng nói tiếp, người đến đây, không phải người nào cũng là có thể tiến vào trung hải thần các. Đối với loại quỷ củ này, bối bối từ tâm thạch bọn hắn cũng là tự nhiên đều hiểu. Mang theo Lam Tu Tu và Diệp Cốt Y còn chưa hiểu rõ học viện sửa lệnh khắc ở một bên chờ, để cho Vũ Hạo một mình tiến vào trung hải thần các. Huyền lão thì là ngồi ở vị trí thủ vị trên lầu 1. Không chỉ là hắn, các trưởng lão còn lại của hải thần các, bao gồm đại sư tỷ Trương Nhỏ Huyền ở bên trong cũng đã là đến đông đủ. Chỉ có một cái ghế không có người ngồi. Huyền lão hướng Vũ Hạo nhẹ gật đầu lên tiếng nói tiếp, trước đó người bế quan, bối bối tạm thay vị trí của người, hiện tại người trở lại thì là liền ngồi ở đó đi. Vâng, Vũ Hạo cung kính đáp ứng một tiếng, sau đó lại là hướng trừ vị trưởng lão hành lễ. Lúc này mới là đi đến bên cạnh bàn dài ngồi xuống, lộ vẻ ngoan ngoãn vô cùng là cung kính. Huyền lão nhìn hắn thật sâu lên tiếng nói tiếp, Vũ Hạo, ngươi thật sự là trưởng thành rồi. Đồng nhi xảy ra chuyện, ta còn sợ ngươi sẽ là không gượng dậy lối. Hiện tại xem ra ngươi chẳng những là khôi phục lại tâm tính, ngay cả thực lực cũng có tiến bộ không ít, rất tốt. Tin tưởng mục lão trên trời có linh thiêng, nhìn thấy ngươi cũng là nhất định sẽ rất vui vẻ. Ngươi không hổ là người do mục lão chọn chúng. Vũ Hạo cung kính nói tiếp, bi thương không giải quyết được vấn đề, đồng nhi ngủ say khiến ta bây giờ có thể làm chỉ là không ngừng tăng lên thực lực của mình. Đợi sau khi nàng tỉnh lại mới là có thể đi bảo hộ nàng tốt hơn. Huyền lão hài lòng lên tiếng nói tiếp, ngươi hiểu được liền tốt, tốt rồi, mọi người đều là đến đông đủ. Hội nghị Hà Thần Các bắt đầu, lần này đề tài thảo luận chỉ là có một cái, chính là hành động. Thời gian hội nghị Hải Thần Các kéo dài rất lâu, lần này dòng dã là hạt canh giờ mới là kết thúc. May mắn rằng từ Tâm Thạch, Hòa Thái Đạo bọn hắn đều là có lời ở trong lội viện. Đợi một lúc liền là trực tiếp mang theo Quý Thiết Trấn, Kinh Tử Yên mấy người cùng đi ăn gì đó, sau đó là mới trở về tiếp tục chờ. Một mừng đến xế chiều, Vũ Hạo mới là từ Hải Thần Các đi ra. Hắn cũng không cùng với đồng bạn nói thêm cái gì, chỉ nói cho mọi người biết rằng sáng sớm ngày mai xuất phát, sau đó liền là mang theo mọi người đường môn rời khỏi. Tại điểm bọn hắn rời khỏi học viện sửa này khác, trong học viện chính là giờ đi học. Lần này tự nhiên cũng là không có đụng phải học đại học mỗi nào, vì thế mà Từ Tâm Thạch còn làm vẻ đầy tiếc nuối. Trở lại đường môn, tất cả mọi người bắt đầu công việc lù bù lên. Vật dụng hàng ngày trước đó đã là thu thập xong, tiếp đó chính là muốn vì chiến đấu chuẩn bị. Hội nghị Hải Thần Các đã là định ra toàn bộ kế hoạch hành động, mà trong kế hoạch này tác dụng của đường môn tương đối là không nhỏ. Vì để cho mọi người có thể an toàn trở về, bối bối trực tiếp mở ra thương cố của đường môn để cho bọn hắn lựa chọn đồ vật cần thiết. Vũ Hạo đầu tiên lấy ra ngọc bích tinh quang hộ tấm kính ở trên hồn đạo ký hình người của mình đức đường. Trước đây hắn vẫn là một bậc đưa đồng nhì sứ, sau khi mang theo hộ tấm kính, hắn và Hòa Thái Đầu lại là bắt đầu quá trình đại trang bị. Một mực bận rộn đến lửa đêm, Vũ Hạo mới là đi đến chỗ của Hiên Tử Vân. Sau khi đi trở ra, trên tay hắn lại là nhiều hơn một chiếc nhẫn ngọc bích tinh quang. Sáng sớm hôm sau, bối bối tự mình tiễn đưa mọi người, một mực đi ra khỏi khỏi thành sửa lại khác, lúc này mới là dừng bước trở lại. Phi hành hồn đạo khí trên người của Vũ Hạo toàn bộ đổi thành cấp 7, đây đều là do Hiên Tử Vân tự tay chế tác, bao gồm cả tốc độ, tính linh hoạt và phòng ngự, hơn nữa còn chuyên môn chế tạo ra theo bộ dáng của mỗi người. Đương nhiên những món hồn đạo khí này phần lớn là nhờ vào Vũ Hạo, bọn hắn từ trong đế quốc Nhật Nguyệt mang về đây đầy đủ tài liệu. Vũ Hạo bay lên, trong mắt lóe ra ánh sáng, cũng chưa chắc hắn thấy là phóng thích ra vũ hồn, nhưng hồn đạo khí cấp 7 sau lưng đã là triển khai. Sáng vẻ của món hồn đạo khí này có chút kỳ lạ, nhìn qua hơi có điểm giống cánh bướm, hai đôi cánh có cả thảy là 12 cái lỗ, 7 trên 6, bên dưới 6, nhưng cũng không phải là đều nằm ở trên một hàng thẳng. Thời điểm 12 cái lỗ đồng thời phun ra có thể là đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Phi hành hồn đạo khí có bộ dáng này tự nhiên là do Vũ Hạo thỉnh cầu Hiên Tử Vân giúp hắn làm, ký thác phần tưởng niệm của hắn đối với đồng nhi. Rất nhanh thì mọi người đã xông vào ngàn mét trên không. Ở độ cao này, từ phía dưới nhìn lên sẽ rất là khó thấy rõ. Với nhãn lực của người bình thường, nhiều nhất sẽ là chỉ cảm thấy như là có chim bay qua mà thôi. Vũ Hạo bay ở phía trước nhất, Hòa Thái Đầu từ Tam Thạch phân biệt bay hai bên ở sau lưng quán, sau đó mới là Quý Tuyệt Trấn, Kinh Tử Yên, Diệp Quốc Y và Nam Thu Thu. Trong mọi người, Quý Tuyệt Trấn đối với phi hành hồn đạo khí không thích ứng nhất. Hắn bình thường trừ sử dụng gia kiếm của bản thân, căn bản sẽ không tiếp xúc với những món đồ gì khác. Nếu không phải bởi vì lần này có đánh nhau, hắn sợ rằng sẽ trực tiếp cự tuyệt đi theo. Lúc này không khống chế phi hành hồn đạo khí quả thực là có chút không lưu loát. Đã vậy, khuôn mặt anh tuấn của hắn cũng là càng có vẻ lạnh như băng. Phi hành hồn đạo khí đạt đến cấp 7, bản thân liền sẽ phóng ra một cái hồn đạo hộ cháo bảo hộ người sử dụng.
Hồn đạo hộ cháo này cũng trải qua xử lý đặc biệt, chẳng những có thực lực phòng ngự tương đương với hồn đạo hộ cháo cấp 6, hơn nữa bản thân hộ cháo nó hình giọt nước, tận khả năng giảm xuống lực cực hạn của cơn gió. Đương nhiên thì tại thời điểm sử dụng các loại hồn đạo khí cấp bậc này, hồn lực tiêu hao cũng tương đối không nhỏ, ngoại trừ Quý Tuyệt Trần ra, những người khác cũng đều có tu vi hồn đế. Mặc dù có thể sử dụng, nhưng nếu như không phải có bình sữa kín phụ trợ, bọn hắn cũng không cách nào trực tiếp phi hành thời gian dài. Kỹ thuật bình sữa kín hiện tại đã là bắt đầu toàn diện ứng dụng ở trong hồn đạo khí của đường môn. Giống phi hành hồn đạo khí hiện tại của bọn hắn, mỗi một cái đều là trang bị 4 cái bình sữa kín cấp 6. Bọn hắn không phải là không muốn dùng cấp 7, chỉ là bình sữa khi mà đạt đến cấp 7, phí tổn cũng là quá cao, thật sự là xa xỉ. Sau khi tổng hợp lại giá cả, Hiên Tử Vân mới là vì bọn họ lựa chọn 4 cái bình sữa cấp 6. Nhìn vào cảnh vật sứa chân nhanh chóng trôi qua, Nam Tô Thu thỉnh thoảng phát ra một chút tiếng la hét ưng phấn là ầm ĩ. Dù sao có hồn đạo hộ cháo bảo hộ, cũng không sợ bị ngọn gió thổi ngược vào mặt. Vũ Hạo mọi người cũng là không phải mang theo mọi hướng thẳng đến phía của Nhật Nguyệt phi hành, mà là trước đó phi hành một đoạn về hướng Lam. Mà phương Lam của học viện xử lý khác là tinh đấu đại xâm lâm. Qua tinh đấu đại xâm lâm thì tiến vào trong cảnh nội của đế quốc Tinh La. Hắn đương nhiên không có khả năng mang theo đồng bạn trực tiếp bay qua phía trên của tinh đấu đại xâm lâm, căn bản chính là tự tìm chỗ chết. Bởi vậy, sau khi đến gần tinh đấu đại xâm lâm, Vũ Hạo mới là bắt đầu chuyển hướng, tiếp tục phi hành theo hướng tây nam, kéo sẵn khoảng cách với tinh đấu đại xâm lâm ước chừng là mấy chục dặm, tiến vào trong cảnh nội của đế quốc Tinh La. Sau đó cũng không có tiếp tục phi hành về hướng tây, mà một mực bay về hướng nam, phảng phất như là muốn đi ngang qua đế quốc Tinh La. Hồn đạo khí phi hành cấp 7 có tốc độ thật sự là quá nhanh. Sau hơn một canh giờ, bọn hắn đã là tiếp nhận được lộ địa đế quốc Tinh La chừng 500 dặm. Bọn hắn không ngừng bay về phía nam, nhiệt độ không khí cũng dần dần lên theo. Từ Tam Thạch không nhịn được hướng Vũ Hạo hỏi: "Tiểu sư đệ, chúng ta đang đi đâu đấy? Sao ta lại cảm thấy phương hướng ở có chút là không đúng?" Vũ Hạo lên tiếng nói tiếp: "Không phải là không đúng, chúng ta lần này chính là muốn bay một vòng lớn, sau đó lại là tiến vào trong cảnh nội của đế quốc Nhật Nguyệt. Lúc đó hội tụ lại một chỗ, như thế mới là có thể bảo đảm kế hoạch của chúng ta thành công." "Được rồi." Từ Tâm Thành đạt được đáp án này cũng là liền cùng hỏi lại. Lòng Thiên Cổ Hòa tới đầu đối với Vũ Hạo so với hắn càng nhiều hơn, tự nhiên cũng là sẽ không hỏi cái gì. Còn bốn người khác tựa hồ là không quá rõ phương hướng, chỉ là thuần túy đi theo mà thôi. Buổi sáng xuất phát, mãi cho đến giữa trưa Vũ Hạo mới là mang theo đồng bạn hạ xuống mặt đất nghỉ ngơi. Mọi người một bên ăn uống, một bên là thay đổi một nhóm mới bình sữa kín cho phi hành hồn đạo khí của bản thân. Có bình sữa kín kim loại đồ chơi này thật sự là quá thuận tiện. Mặc dù bay mấy canh giờ nhưng hồn lực của bản thân bọn họ cơ bản là liền không có tiêu hao gì cả. Vũ Hạo thì là xuất ra địa đồ cẩn thận nhìn vào, thỉnh thoảng nhẹ gật đầu. Lương theo tinh thần lực nhạy bén của hắn và phán đoán chuẩn xác lực, lại thêm lúc trước học được tri thức, kinh nghiệm là tuyệt sẽ là không lầm phương hướng. Từ Tâm Thành tựa lưng vào một cây đại thụ, cảm thụ được nhiệt độ ấm áp của phương nam, nhắm mắt dưỡng thần. Hoa Thái Đầu ở bên cạnh hắn cách đó không xa, ánh mắt rơi vào trên người của Vũ Hạo. Hắn và Vũ Hạo cũng là một chỗ tiến vào trong kế hoạch cực hạn đàn binh, nhất là biết được phương diện kinh nghiệm tác chiến của Vũ Hạo trong việc đột kích hậu phương địch. Nghỉ ngơi một lát, sau đó mọi người lại lần nữa lên đường. Lần này số lần Vũ Hạo điều chỉnh phương hướng càng ngày càng thường xuyên. Rất nhanh thì ngay cả những người không dùng quá rõ phương vị đều phát hiện ra địa phương bọn họ bay qua cơ hồ là đều là cánh đồng bát ngát hoặc là đồng ruộng, căn bản là cũng không đi qua bất luận là thành thị nào cả. Nam Tu Thu thậm chí là có rất kỳ quái hở ra: "Đế quốc Tinh La không phải là rất phồn hoa hay sao? Nhưng thế nào con đường của bọn hắn đi qua, ngay cả một cái thành thị đều không đụng phải đấy." Có điều vấn đề có chút đần độn của nàng được Diệp Quốc Y trực tiếp thay thế Vũ Hạo trả lời: "Gia hỏa này cố ý đó." Đúng vậy, Vũ Hạo cố ý lách qua thành thị, mang theo mọi người bay nhanh. Cùng với sự phát triển không ngừng của hồn đạo khí, tam quốc của Đấu La Đại Lục cũng bắt đầu càng ngày càng có trong nó. Nhất là đối với trà xét không phận của mình, thời điểm lúc trước Vũ Hạo và Vương Thú Nhí tiến về Lạc Nhật Sâm Lâm đã từng bị hồn đạo khí tham trác đối phương là của thủ đô Thiên Đấu đế quốc Thiên Hồn phát hiện ra. Hắn đã ngã một lần nên không khôn hơn một chút, tuyệt đối không đi qua thành thị. Dù sao phạm vi hồn đạo khí tham trác đối với vẫn là có hạn, cũng không có khả năng đặt ở khắp đế quốc, chỉ cần không thông qua thành thị liền có thể tránh được phần lớn phiền toái. Cứ như vậy, Vũ Hạo mang theo mọi người dòng giá phi hành 6 canh giờ, thẳng đến sắp trời dần đen mới là chuẩn bị hạ xuống. Nhưng cũng ngay lúc này đấy, Lam Tu Thu đột nhiên kinh hồn một tiếng: "Mọi người nhìn xem bên đó là cái gì?"
Mọi người theo bản năng dõi mắt trông về phía xa, tâm thần của mỗi người đều là không hẹn mà cũng chấn động. Mọi người trông thấy một phiến thế giới màu vàng ở dưới chân trời, vô số kim quang lóng lánh hiện lên, mà thái dương cũng đang chậm rãi hạ xuống trong biển ánh sáng này. Khóe miệng của vua Hạo toát ra vẻ tươi cười, mục đích sơ bộ quán cũng là đạt tới rồi. Chỉ là biển cá có gì mà đáng kinh ngạc, thời điểm chiều tà ánh nắng chiếu rọi ở trên đại dương bao la chính là cảnh tượng như vậy. Diệp Cốt Y nhìn vào phương xa, ánh mắt đồng dạng mê ly rồi nói: mặt trời lặng trên mặt biển thật là đẹp nha. Đúng vậy, bọn hắn nhìn thấy tất cả biển cả, chính xác mà nói là bờ biển Lam Hải của đế quốc Tinh La. Trải qua 6 canh giờ phi hành hết tốc lực, bọn hắn từ thành của Sở Lấy Khắc xuất phát, đã đi ngang qua toàn bộ đế quốc Tinh La, từ biên giới của phía bắc đế quốc Tinh La đi tới bờ biển Nam Hải. Mặc dù có Vũ Hạo dẫn đầu, bọn hắn bởi vì muốn vòng qua tất cả thành thị mà bay qua không biết là đường quanh co, nhưng cuối cùng vẫn kịp chạy tới nơi này trước khi mặt trời lặn. Làm sao lại có biến biển ở đây? Vũ Hạo, hiện tại chúng ta đang ở đâu? Kinh Thự Yên một mặt kinh ngạc hỏi. Vũ Hạo lên tiếng nói, nơi này hẳn là bờ biển Lam Hải của đế quốc Tinh La. Chúng ta trải qua một ngày phi hành đã xuyên qua toàn bộ Tinh La. Ngày mai chúng ta sẽ ra biển, sau đó khi mà phi hành theo hướng Tây dọc theo ven biển, từ trên đại dương bao la tiến vào cảnh lộ của đế quốc Nhật Nguyệt. Kinh Thự Yên mặc dù có chút không biết đường, nhưng tri thức địa đồ đại khái vẫn là phải có. Lập tức trợn mắt há hốc mồm lên tiếng, đi một vòng lớn như vậy, ngươi muốn làm gì đấy? Vũ Hạo lên tiếng nói tiếp, vì lấy phương thức an toàn nhất tiến vào trong đế quốc Nhật Nguyệt. Nếu không thể không làm như vậy, hiện tại bên cạnh của đế quốc Nhật Nguyệt chỉ sợ đã là hoàn toàn bị hồn đạo khí thảm trác bao trùm. Muốn trực tiếp vượt cảnh tiến vào mà là không bị phát hiện là không được. Bởi vậy, Huyền Lão mới là quyết định lần này, nghĩ cách cứu viện hành động sẽ là một mình một ám. Các cường giả của học viện sẽ là mình, mà chúng ta sẽ là ám. Huyền Lão bọn hắn phụ trách hấp dẫn sự chú ý của đế quốc Nhật Nguyệt, mà mục tiêu của chúng ta là cứu người, thuần túy là cứu người. Kinh Tự Yên hít vào một ngụm khí lạnh rồi nói, người bị bắt tối thiểu là có 4-500 nhà, chỉ cần mấy người chúng ta có thể đem bọn hắn đến cứu ra hay sao? Vũ Hạo cười hà hà lên tiếng rồi nói, người cũng cảm thấy không có khả năng, địch nhân tự nhiên cũng sẽ cảm thấy không thể nào. Bọn hắn chỉ là cần có thể một mực quan sát Huyền Lão và cao tầng học viện. Đối với phòng ngự hậu phương cũng là tự nhiên sẽ có chỗ buông lỏng. Hơn nữa, người quên rằng một sự kiện, người mà chúng ta muốn nghĩ cách cứu viện cũng không phải là người bình thường. Mỗi một người đều là có sức chiến đấu không tầm thường nha. Kinh Tự Yên trong lòng hơi động, đã mơ hồ là có chút hiểu được mục tiêu và kế hoạch lần này. Vũ Hạo lớn tiếng nói tiếp, mọi người tăng thêm chút sức, hôm nay chúng ta bay đến bờ biển rồi nghỉ ngơi, ban đêm bắt cá biển cho các người làm đồ nướng ăn. Mệt mỏi một ngày, một chữ ăn có lực hấp dẫn không thể nghi ngờ, muốn vượt qua bất luận là những vật khác. Nghe câu nói này, tốc độ phi hành của mọi người lập tức gia tăng, hướng phía biển cả sóng gợn lăn tăn, bay đi như là yến non về rừng. Vọng Sơn Bảo Tử Mã, câu nói này quả nhiên là rất có đạo lý. Từ lúc bọn hắn trông thấy đường ven biển có đến khi mà bay đến bờ biển, đã bay hơn lửa cánh gió. Thời điểm bọn hắn đáp xuống trên bờ biển thì sắc trời đã hoàn toàn tối lại. Quân Y, đi với ta bắt cá. Vũ Hào hướng Diệp Quân Y vẫy tay. Tại sao lại là ta? Diệp Quân Y có chút hiếu kỳ hỏi lại.